Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với trang xcode.vn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về hai module SIM A9 và A9G của iThinker. Nói sơ qua về hai module này thì nó là hai module SIM của iThinker, chúng hỗ trợ GPRS, GSM, GPS và chúng có khả năng chạy các ứng dụng viết bằng C, C++ kết hợp với bộ GPRS CSDK do iThinker phát hành. Để tìm hiểu thêm hai module này là gì thì các bạn có thể vào xcode.vn và tìm tới bài số 1 của series SIM A9G. Trong này mình có giới thiệu qua các tính năng, các ứng dụng của nó và cái bo phát triển cho A9G. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt bộ GPRS CSDK để lập trình cho nó. Và đây là video đầu tiên của loạt bài SIM A9G. Chúng ta tiến hành làm nhé. Đầu tiên, chúng ta cần Windows 10 hoặc Windows 7 và Windows 8.1. Tuy mình chưa thử nhưng mà có lẽ chắc không vấn đề gì cả. Các bạn cần đăng nhập Windows với quyền admin để tạo biến môi trường. Cần PowerShell. Cái này để dùng để build thì mình nghĩ là nó hầu hết tất cả các win của các bạn đều có sẵn rồi. Bước đầu tiên chúng ta tải GPRS CSDK tại link này. Các bạn bấm vào link. Chrome nó sẽ tự download về. Ok, sau khi download về chúng ta sẽ có được một file 7zip như thế này. Chúng ta mở nó với 7zip. Và giải nén nó vào thư mục của ổ C với cái đường dẫn là GPRS gạch dưới C gạch dưới SDK. Ok, chúng ta sẽ chọn toàn bộ file và thư mục, bấm vào Extract. Chỗ này các bạn có thể gõ C hai chấm xuyệt GPRS gạch dưới C gạch dưới SDK. Rồi ok, xong. Chúng ta có thể đóng lại. Như vậy là xong bước thứ nhất. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tại cái bộ CSDTK. Thì nói qua về hai cái bộ này. Cái bộ thứ nhất GPRS CSDK chính là cái bộ thư viện dùng để code cho module SIM A9G. Và cái bộ CSDTK là cái trình biên dịch. Và trong này nó có cả công cụ để mình nạp code, để debug code cho A9G. Ok, chúng ta tiếp tục bấm vào thằng này. Nó sẽ dẫn mình tới trang Mega. Các bạn bấm vào download. Trong thời gian download thì mình lướt qua xem cái bài giới thiệu module SIM A9 và A9G của iThinker có gì nhé. Thứ nhất là vào A9 và A9G thì nó là hai module SIM của iThinker. Chúng hầu như tương đương nhau về phần cứng và đều nhắm tới các ứng dụng gần mạng GSM, GPRS, 2G đấy. Điểm khác biệt trên A9G chính là nó được trang bị con chip GK9501. Con chip này để phục vụ cho các ứng dụng dùng GPS. Còn lại là chúng hoàn toàn tương tự nhau. Ok, vậy chức năng của A9 và A9G có gì? Thì nó được trang bị 29 chân GPIO, trong đó có 2 chân quan trọng.
đó là HSTTX và HSTRX dùng để nạp code. Code sau khi mình build xong, mình sẽ dùng một cái module USB UART để mình nạp code thông qua hai chân này. Các thành phần của nó thì có bộ real time clock, một cái USB 1.1, cái này dùng để cấp nguồn thôi, nó không có tác dụng debug hay là kết nối với máy tính gì hết, chỉ dùng kết nguồn cấp nguồn bằng cổng micro USB. 2 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 ADC 10 bit, 4 MB flash nữa. Rồi lập lập là nó có bộ quản lý nguồn, thì cái thằng này nó rất hay ở chỗ là nó có thể sạc pin và dùng chạy bằng pin. Thì bản thân nó đã có cái bộ power management unit này rồi, chỉ cần nối trực tiếp pin vào là dùng thôi. Có GPIS, GSM, 4 băng tần, có dịch vụ cuộc gọi và SMS, tất nhiên rồi, module SIM mà. Ok, bây giờ bộ CSDTK của chúng ta đã download xong. Chúng ta vào download, fresh nó đây. Chúng ta mở nó bằng 7 zip, quay lại bài hướng dẫn. Thì như trong này mình có nói các bạn giải nén cái thư mục, toàn bộ các file và thư mục download được từ CSDTK vào C/CSDTK. Không nhất thiết phải là CSDTK nha các bạn. Các bạn có thể giữ nguyên cái con số 42 đằng sau cũng được, không vấn đề gì hết. Chúng ta vào extract, vào C 2 chấm xuyệt. Rồi, ok. Ok. Tiếp theo là sẽ tạo biến môi trường. Chúng ta sẽ tạo biến môi trường để trỏ về cái thư mục CSDTK, để khi mà mình build từ Visual Studio Code, nó sẽ tự động thực thi các lệnh build ở trong cái thư mục này. Chúng ta có thể đóng thằng này lại. Rồi, vào ổ C. CSDTK 42. Chạy cái file config environment admin.bat với quyền admin. Chúng ta chuột phải vào file này, config environment.bat.run as administrator. Nếu hệ thống hỏi bạn có muốn chạy cái app này không thì bạn bấm yes. Sau khi chạy hoàn thành thì nó sẽ tự động khởi động lại thằng Windows Explorer. Nên các bạn thấy cái thư mục mình vừa đang mở nó bị đóng đi mất rồi, không vấn đề gì hết nha. Mình enter, enter và xong. Mình có thể mở lại. Xong, không vấn đề gì. Ok, bây giờ sau khi đã tải và cài hai cái bộ GPRS CSDK và CSDTK 42 này, chúng ta phải kiểm tra xem quá trình cài đặt có thành công hay không bằng cách vào C duyệt GPRS CSDK, ấn giữ Shift đồng thời chuột phải vào một cái vùng trống và chọn Open PowerShell. Lúc này các bạn chép cái lệnh này hoặc gõ cũng được. Đây, mình sẽ dán vào đây. Thì cái lệnh này nó sẽ build một cái project nằm trong cái thư mục tên là app. Thì cái đoạn code của nó nằm trong này. Đây chính là cái đoạn code của project tên là app. Để kiểm tra xem quá trình cài đặt của mình thành công hay không thì mình build nó xem. Enter.
Như các bạn thấy là có một số file thư mục mới xuất hiện rồi đó. Ok, sau một số warning hay là error, không phải error, chỉ là warning hay là gì đó thôi, info gì đó, thì mình sẽ nhìn thấy hai cái dòng quan trọng, đó là load to bin successful, load combine successful. Thì khi bạn thấy hai ba cái dòng này có nghĩa là quá trình build của mình thành công và quá trình cài đặt của mình thành công. Bạn có thể đóng lại. Và sau khi build thành công, chúng ta sẽ có một cái thư mục output là hex duyệt app. Hex app. Thì đây là các file output sau khi build ra, và nó các file này dùng để nạp vào module SIM A9G và chạy. Nó giống như tương tự như file hex, nhưng mà nó không phải là đuôi hex mà nó đuôi chấm .plot. Ok, vậy là quá trình cài đặt, tải và cài đặt bộ GPRSC SDK của mình đã thành công. Tiếp theo có một lựa chọn tùy chọn cho các bạn, đó là cài đặt Visual Studio Code. Thì trong bài này mình có nói là các bạn có thể dùng Notepad cộng cộng hay Eclipse hay bất cứ cái trình soạn thảo văn bản nào để code. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên dùng Visual Studio Code vì thằng này nhất rất nhẹ và nó có nó hỗ trợ highlight, hỗ trợ nhắc lệnh hoặc là hỗ trợ các lệnh build rất là tiện lợi. Và trong bài này mình có hướng dẫn các bạn cách cài, nếu mà bạn nào chưa cài, chưa dùng nó bao giờ thì có thể tham khảo. Và video này mình không có ghi lại. Ok, vậy là xong. Chúng ta đã có đủ bộ SDK để biên dịch code và biên dịch cho module SIM A9G. Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn code thử một đoạn một project Blink để nạp và chạy xem nó như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.